Ngày 19 tháng 8, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân phường Phương Nam đã đến thăm trao kinh phí hỗ trợ 4 hộ cận nghèo tại địa phương. Theo đó, Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh đã trao 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 15 triệu đồng cho các hộ gồm gia đình chị Vũ Thị Toan, gia đình ông Vũ Văn Đô cùng chú tại khu Hiệp Thái, gia đình ông Nguyễn Văn Trung chú tại khu Hiệp Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc Miuco đã trao tặng một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho gia đình ông Phạm Văn Tịm tại khu Hồng Hà. Đây là 4 gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, chủ hộ sức khỏe yếu. Đại diện các công ty chính quyền địa phương đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vượt mọi khó khăn, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo bền vững.